con này nó hay lên, nó hay leo lên gì lắm nè. Misa. Misa mới tình cảm. À. À. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá. Đi xuống chợ rau, đi lấy rau. Hôm bữa nay mới chở xe anh về nữa, còn dưới chợ 5 bịch nữa. Hôm nay có ớt luôn, ớt này ớt sừng trâu mùa vừa vừa luôn. Bắp. Cà rốt. Ngày hôm qua con súng. Tôi chọn nắng đây, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế Cái này là rau củ.
củ quả xin được bữa nay nè, đu đủ nè, cái này là cái gì, mật hà, cà rốt, đu đủ, bông súng, dưa leo, củ hoa, bắp, với cái này là bí đao, bắp, ớt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cỡ khoảng 100 kg. Nãy giờ ở đây hả? Không vô nhà ngủ hả? Hả? Đi sao dính vậy hả? Ừ. Sợ uống vui dành vào. Sợ uống vui dành vào người chứ gì, phải không? Phải không? Ba ký. Lũ vô đó anh chơi vậy hả? Hai thằng này là hai thằng bodyguard của cô Mười nè, thằng trắng thằng đen. Con này nó hay lên, nó hay leo lên gì lắm nè. Lisa, Lisa mới tình cảm mà, không? Lisa mới tình cảm phải không? Nó bê lại con Mười nó làm cái gì vậy hả? Nó làm đó, nó chờ coi con Mười làm phải không? Nè, 2 kg, 3 kg. Rồi cái này 15 20 phần. Còn mớ để mai phát. Này vô làng toàn. Hãy cùng vô, tại thay cho vậy cùng vô. À. Nè, lụm ơn mà lỡ nè. Bằng trái tim của tôi.
như thế